Thực hư tin nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân qua đời ở tuổi 54 khiến công chúng ngỡ ngàng, người nhà lên tiếng. Mới đây, nghệ sĩ Lê Tuấn Anh, ông xã nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân, bày tỏ sự bức xúc trước thông tin một số kênh YouTube đưa tin bịa đặt về vợ mình. Cụ thể, nội dung của đoạn clip nói về việc nghệ sĩ Hồng Vân lâm bệnh nặng và qua đời ở tuổi 54. Trước thông tin sai sự thật nghiêm trọng, nghệ sĩ Tuấn Anh vô cùng tức giận với tin tức gây ảnh hưởng đến vợ. Dưới bài đăng, nhiều bình luận còn thể hiện sự bức xúc trước sự chơi cháo của người tạo thông tin này. Trước đó, không chỉ Hồng Vân, rất nhiều nghệ sĩ có tiếng như danh hài Hoài Linh, Thúy Nga cũng nhiều lần bị đưa tin là đã qua đời. Hoài Linh còn chụp hình đăng bài đó, cười tươi rồi đăng lên Facebook, đính chính đồng thời dằn mặt. Hồng Vân là nữ nghệ sĩ được nhiều đồng nghiệp và khán giả yêu mến bởi tài năng và nhân cách. Đặc biệt, nữ nghệ sĩ là người đào tạo nâng đỡ cho bao thế hệ nghệ sĩ trẻ trên sân khấu của mình. Cô còn khiến truyền thông và khán giả chú ý về những câu chuyện tâm linh mà bản thân trải nghiệm được. Cách đây không lâu, Hồng Vân chia sẻ về câu chuyện được cố nghệ sĩ Anh Vũ báo mộng. Ngày 5 tháng 8, nghệ sĩ Hồng Vân đã mua bánh kem, tiền vàng mang đến mộ phần Anh Vũ để cúng. Chia sẻ về chuyện livestream ở mộ Anh Vũ, Hồng Vân cho biết làm như vậy để khán giả cùng tưởng nhớ và chúc mừng cho cố nghệ sĩ này. Ngoài ra, nữ diễn viên cho biết hiện tại dịch bệnh đang rất phức tạp, cô vẫn tuân thủ đúng quy định giãn cách, đeo khẩu trang khi ra ngoài một cách cẩn thận. Gần đây, cô cũng mơ thấy Mai Phương, đàn em tài hoa bạc mệnh thân thiết của mình. Hồng Vân cho biết, vào khoảng tháng 4 năm 2019, cô đã mơ thấy cố nghệ sĩ Anh Vũ dự báo trước về sự ra đi của Mai Phương. Khi hiện về, Anh Vũ mặc bộ đồ xanh màu đọt chuối, chính là bộ lúc anh mặc khi lên diễn vai cuối cùng ở Mỹ. Điều này khiến Hồng Vân vô cùng sợ hãi.